Chuyện đứng in trong cuốn Bác Hồ, Con người và Nhân cách của nhà xuất bản Trẻ, xuất bản năm 2007. Chuyện kể rằng vào một buổi sáng ngày 2 tháng 9 năm 1969, đây là buổi sáng cuối cùng trong cuộc đời 79 mùa xuân của Bác. Bởi người thực sự và cuộc trường sinh nhẹ cánh bay, để lại cho nhân dân Việt Nam và nhân dân thế giới một niềm đau thương mất mát không thể nào diễn tả nổi bằng mọi ngôn từ. Không gian của câu chuyện chỉ thu nhỏ trong căn nhà S67. Căn phòng này cách ngôi nhà sàn của Bác chỉ vài chục bước chân. Sau gần 20 ngày chống chọi với bệnh tật, Bác đã yếu lắm. Nhưng hãy tỉnh lại là ngay lập tức người lại hỏi thăm tình hình chiến đấu ở miền Nam, tình hình lũ lụt ở miền Bắc. Người còn dặn các đồng chí trong bộ chính trị phải làm sao tổ chức ngày lễ quốc khánh thật long trọng để nhân dân vui, phải bắn pháo hoa cho nhân dân phấn khởi. Trong những giây phút cuối cùng đứng giữa ranh giới mong manh của sự sống và cái chết, đối diện với quy luật nghiệt ngã của sự tồn vong, Bác vẫn luôn nghĩ cho đồng bào, cho đất nước mà nâng niu tất cả chỉ với mình. Nằm trên giường bệnh sáng ngày 2 tháng 9, lúc này người đã rất mệt, mong muốn cuối cùng của người đã được gặp và thăm đồng bào miền Nam.
真，我有你真正所谓真，就会对我非常过分好。然而，未来不能并不一样，却同辈。